Truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam, phần 15, Ma Trường Nhũ. Ở Nam Bộ có một truyền thuyết về con ma nữ với khả năng vô cùng vi diệu, đó là cho con bú. Vâng, bạn đang cảm thấy hành động này vô cùng thiêng liêng của tình mẫu tử, bởi sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nếu không có chuyện kinh dị sau, xưa những người đi đêm ở nơi vắng vẻ, nhất là trẻ con, thường nghe thấy tiếng khóc thút thít. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một người đàn bà tóc dài, để lộ cặp nhũ dài xuống tận rúng và nó sẽ níu lại, đè xuống cho ú sữa. Lúc đó, bạn sẽ không biết gì cả. Đến sáng hôm sau, bạn bị kẹt trong lũy tre rậm rạp, miệng đầy đất sét. Tưởng như nó chỉ có trong truyền thuyết, nhưng không, nó đã quay lại và lợi hại hơn xưa khi lên cả mặt báo vào khoảng đầu thập niên 1960. Ở trại giam Khám Chí Hòa, sau 12 giờ đêm, người ta thường nghe tiếng khóc thảm thiết.